Mình nghĩ đó tùy duyên thôi. Nếu mà người ta đến gặp mình và nói chuyện một cách hài hòa bình thường, bạn vui vẻ, tôi sẽ vui vẻ lời, tôi không bao giờ tiếc một lời chào với ai hết. Mà ngược lại thì tôi cũng chẳng có phải đi cầu cầu toàn như đi mưu cầu mấy điều đó nữa. Thì ok, nói một chút xíu là tại vì có bạn khán giả có muốn hỏi về một chuyện là hồi xưa là có rap this Phúc Du đúng không? Bây giờ có đang làm bạn với Phúc Du hay là không, hay là mối quan Hiện hệ tại như thế thì nào? tụi mình vẫn chưa làm bạn lại với nhau, nhưng mà mình thì cũng đã chẳng còn đặt nặng cái vấn đề đó bên trong cái suy nghĩ mình nữa, thì nó cũng là một chuyện đã đi qua rồi. Mình nghĩ là lúc đó mình cũng đã có nhiều cái suy nghĩ chưa chín chắn nữa. Đó, về cái chuyện diss thì nó sẽ đáng xảy ra trong một cái game chơi rap này thôi, nhưng mà có những cái câu từ, có những cái ý bên trong bài nhạc đó khiến cho mình cảm thấy mình có lỗi, thì mình Cảm quyết thấy định có là lỗi với lại Phúc Du. không phải với Phúc Du mà là với tất cả mọi người ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Yeah, nó sai. Nếu mà nói như vậy thì bây giờ website có mối quan hệ không tốt với lại nó sai hả? Đó là việc cá nhân của mình thôi, nó không hề chiếm cái việc là ở vùng nào cả. Đó là việc cá nhân của mình. Nhưng mà nếu bây giờ nói là nếu như muốn bắt đầu một mối quan hệ để mà làm bạn với Phúc Du thì thực sự Đang Yêu Đi có muốn không? Mình nghĩ đó tùy duyên thôi. Nếu mà người ta đến gặp mình và nói chuyện một cách hài hòa bình thường, bạn vui vẻ, tôi sẽ vui vẻ lời, tôi không bao giờ tiếc một lời chào với ai hết. Mà ngược lại thì tôi cũng chẳng có phải đi cầu cầu toàn như đi mưu cầu mấy điều đó nữa. Nhưng mà Tùy duyên. nếu mà nói về rap diss thì có phải là một chuyện bình thường ở trong rap hay là không, hay là thực sự là mình có những cái mối hiềm khích ở ngoài rồi mình mới rap diss với nhau? Cái đó vẫn là một trường phái bên trong rap nha, và nó cũng là một mặt được rất là nhiều bạn tôn vinh, nhưng mà rất tiếc thay là mình không phải là rapper trên cái trường phái đó. Mình là người viết về story nhiều hơn, mình viết về câu chuyện bản thân, về nhiều cái kinh kinh nghiệm hay là những cái cảm xúc mình bắt phải mình viết. Còn về cái trường phái đó lại là một cái lối chơi khác vui hơn, nó sẽ là về khai thác câu từ, khai thác skill, những cách ẩn dụ rất là nhiều, meta bla 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 bla. Nói chung là rất là chuyên môn và là một trường phái ở trong Đúng rap. rồi, nó cần cái độ sắp xếp nhất định để mà câu đó có mang cái tính sát thương cao. Còn mình sẽ còn bên cái dạng của Lăng thì Lăng sẽ cố nói một cái câu đó nghe để mọi người hiểu được cái cảm xúc lúc đó là gì hơn. Hóa ra là như vậy. Thì Huyền cũng hy vọng là ví dụ như là nếu mình có cơ hội thì mình có thể bắt đầu lại tình bạn đó, thì mình có thêm ngạn thì mình càng thêm vui đúng không? Cũng đúng thôi, tại vì mình welcome tất cả những điều tích cực hơn là tiêu cực. Đó cũng là lý do mình dừng giữa chừng. Mình chấp Và nhận hết mọi thứ. mình đã dừng lại một cái khoảng thời gian mà mình theo rap diss hả? Không, cái đó là chuyện bùng phát lên, chứ thực tế mình cũng chưa từng chạy theo nó nữa. Đó là khi mà mình bị tác động trước. Thế mình có hối hận về điều đó No. Tại không? sao? Tại vì cái việc mình có quyền phản kháng lại tất cả mọi cái mũi giáo về mình. Nhưng đó, cho dù mình có yếu thì mình vẫn, đó là cái sức của mình để mình chống chọi lại, chứ mình không bao giờ chịu thua để người ta bắn mình hết á. Muốn đứng im để bất kỳ ai đâm mình hết. Còn ví dụ tại thời điểm này thì sao? Nếu như mà có một người muốn rap diss Lăng LD thì Lăng LD sẽ phản kháng lại với việc đó như thế nào? Mình sẽ bỏ qua luôn. Bỏ qua luôn chứ không thể Đúng rap diss đúng. lại sao? Tại vì tới thời điểm này thì mình lại thấy là âm nhạc là cái thứ mà mình yêu thương, mình muốn làm nó một cách chỉnh chu, mình muốn đặt những cái suy nghĩ, cái sức khỏe, cái sức lực của mình khi mà làm nó, mình muốn làm nó ra trò, ra cái gì đó mang cái tính chất cộng đồng nhiều hơn là một phần. Cái thứ hai là mình muốn dành cái suy nghĩ của mình cho gia đình nhiều hơn, là mình phải nghĩ tới cái việc người ta có thích mình hay không. No, mình không sống cho họ, mình sống cho mình. Đó mọi người ơi, đây là một người đàn ông, một rapper đã thực thụ chững chạc thật rồi, đang muốn lấy vợ thật sự rồi mọi người Già ơi. Mặc dù nhìn bên ngoài rất là baby cute for my rồi. que nhưng mà mình đã cảm thấy là trời ơi. Đây là một người Nhiều đã muốn khi settle mình down cảm thấy mình rồi. bị đặt nặng vấn đề nhiều thứ lắm Đi đó, hả? và mình cũng nghĩ mình bị suy nghĩ nhiều quá, không nên. Nhưng mà đó có thể là những cái chất liệu để mà mình sáng tác được hay hơn thì làm sao, đúng không? Cũng đúng. Những chiến thuật trong thời gian sắp tới là gì ở trên chương trình Rap Việt? Vẫn là chơi theo luật của chương trình, và chương trình đưa ra bất cứ cái đòi hỏi nào về cái phần thi mình cũng sẽ đáp ứng được hết.
liệu luôn trong cái tình thế sẵn sàng á. liệu sẽ là một ca khúc giống như Quỳnh Hương nữa hay là Cũng không biết chừng, tại vì đó là do cái phần của ban giám khảo hay là huấn luyện viên quyết định mà. Đúng không? Mình là người chơi game, mình là người thi và mình sẽ phải có đề thi. Mình đáp ứng được đề thi thì mình mới là một thí sinh tốt. Ok.